về sau mình mới có là các bạn lại kêu đỏ, đéo hiểu kiểu gì. Thì nếu mà rôn như mình gọi là rôn đen đó. Chẳng qua là cái bài của mình đang khắc chế cái sàn thôi. Bài của bạn đang khắc chế cái sàn đó, chứ không phải là do bài bạn mạnh đâu. Nó khắc chế nhau thôi. Chứ rơi vào trường hợp mà team khác là bạn chết, với cái team mạnh mạnh khác, với bài kêu cũng mà nó khỏe là nó chết, còn lại kêu nó còn yếu ấy. Các bài kêu khỏe nó quạt văn sát team bạn rồi. Bài bạn khắc chế hết mẹ cái sàn còn đâu. Đấy mới Morgana Talon còn xém nhỏ kìa. Tin ăn thánh thần bắt cũng được mà không bắt cũng được. Con này sớt giờ lợm chết mẹ được. Tin ăn hấp huyết thì ngon. Tin ăn hấp huyết thì đầu game dev ngon nhất rồi. Lên 9 đòi Neko 3 Nautilus 3 thì tôi đâu có đòi Nautilus 3. Lên 9 là Ron Neko thì chuyện bình thường mà bạn. 30% nó cũng giống như bạn Ron 7 thôi. Bạn Ron level 9 thì cũng giống như bạn Ron Neko level 7, có khác mẹ gì đâu, thậm chí là còn phần trăm nó còn nhiều hơn. Lại bạn còn bắt được nhiều con kiểu như CU Aatrox, tỷ lệ nó cao hơn. Còn ngon hơn Ron level 7. Lên 9 mà có nhiều tiền thì lên 9 thoải mái, có gì đâu. Lạ lắm à. Bạn có nhiều tiền bạn lên 9 bình thường, gọi là tốt. Ron 9 còn đỡ hơn Ron 7. Ron 7 cũng 30% ra đây à, lên Ron 7 nha, tỷ lệ nè. Tỷ lệ 7 là 35% ra con 2 tiền. 30% ra 3 tiền. 12% ra 4 tiền. Và hình như 20-mấy% ấy. 20-mấy% ra 1 tiền. Lên level 9 thì giảm hết 2 cái tỷ lệ này, tăng 3 tỷ lệ này lên. Cũng vậy, tương đương nhau. Bạn đỏ thì bạn win roll được, bạn đen thì bạn đếu roll được, thế thôi. Chúng ta thấy tỷ lệ nó như nhau cả. Nói nhầm. 2 tiền phong, 1 Neko. Thôi bài này chịu, chắc là phải chịu đấm ăn sâu ấy. Chịu đi ăn đấm thôi. Đúng rồi, mình ra được con on sớm ấy, mình ra được con on sớm, mình đúc được cái giáp băng sớm thôi. Chứ vấn đề tính là đồ nhiều quá, đâu có hái. Đồ quá nhiều, ai cũng nhiều đồ, bạn nhiều đồ thì người ta cũng nhiều đồ thôi. Khác gì nhau đâu. Đôi cứ phải bạn nhiều đồ là người ta ít đồ. Bạn nhiều nó cũng nhiều. Không có tin ăn ta. Bây giờ có mỗi con Susan thánh thần. Chán đéo buồn nói. Thôi, để ba con lọc tộc vào đi. Ba lọc tộc vào cho nó có đam vậy. Ghét giáp lửa cũng được ấy. Nhưng mà đang tính kiểu giáp tinh thần vĩ thư này nuôi cái nen này. Giáp tinh thần vĩ thư này anh em. Đâu làm quả kết nen. Hướng muốn nuôi con đấy. Hướng muốn nuôi con Kenen tí. Con vừa nãy nó đúc ra 4 đầu, 4 thì 4 thì 3. Cái rìu đen là đúng không? Cũng bình thường. Cái rìu đen vẫn cũng bình thường. T
tầm đó 6 chấm mấy, bạn lên 9 sớm là bạn phải kiếm được con Zilin 2 thì lâu rồi. Chứ chúng nó chết 8 chứ đã roll được Zilin 2 tầm đó rồi. Thậm chí là sớm hơn luôn đó bạn. Bạn xem livestream mình nhiều, bạn cũng biết mà đúng không? Mình có chém gió đâu. Cái tầm đó chúng nó nhẹ Zilin 2 là chuyện bình thường, level 8 ấy, phải level 9 đâu. Mình lên 9 mình mới kiếm được con Zilin 1. Không ra Neko thì mình cũng đàn đi. Không ra Neko là cũng ok. Chấp nhận. Không ra Neko chấp nhận. Nhưng mà nếu ra con Zilin là không chấp nhận được. Mình chẳng ra được con Zilin. À, Chitana, ừ, Chitana rất tinh thần bí thư được các bạn, Chitana 2. Chitana cầm bí thư đầu game cũng ngon. Quán này đã kiếm Kenen chơi cơ. Một A Châu nhé. Hên xui bạn ơi. Không ai chắc được cái gì hết á. Rồi, bài là thấy nát rồi đấy. Nãy giờ từ lúc ra con tin ăn Susan tới giờ là chưa thấy con tin ăn nào luôn đấy. Rồi, viên thằng này. Anh ơi, ban TH ra kìa. Kệ đi. Cảm ơn anh Trung nha, cảm ơn Trung Bảo Ni nha, cảm ơn Sên nè. Đấy, cái nên hộ pháp nè. À quên à, ra ban hộ pháp nè, bắt cũng được. Thôi chờ anh Kenen thôi, ra tin ăn Kenen thì bạn chốt Kenen bạn đắm. Còn không ra tin ăn Kenen, bài này khỏi, tin ăn gì cũng kệ nhá. Ra tin ăn Kenen thì bắt. Hoặc là Saya, tin ăn Kenen hoặc tin ăn Saya thì bắt. Còn không thì bỏ họ. Lên chết, kiếm Morgana đó. Thôi bán hai con này luôn đi. Người chơi hệ chấp tình anh. Bạn làm gì? Bạn để Long tộc với lại hai con tiên phong còn trâu hơn ấy. Bây giờ bỏ con Zavan vào còn trả trâu bằng con Braum ấy. Thế lại con Chitana là cầm quỷ thư ngon lắm nha, đừng đùa. Chỉ bé Chitana cầm quỷ thư là hơi chết đấy. Chitana cầm quỷ thư là hơi ngon, đừng có đùa. Chết tên AD, tên AD thiện xạ này. Thiện xạ rồi còn thêm mèo nữa kìa. Nhìn hấp dẫn thế. À hấp dẫn thế ta. Tức là thiện xạ mèo thay chít được nè. Tí mua thiện xạ bắt thêm mèo này bỏ vào mất long tộc. Thôi kệ đi bỏ đi. Quyết chơi cái gì thì chơi cái đấy thôi. Biết đâu level 5 mới ra tên Kenen cũng nên. Chả biết được chữ ngờ đâu. Thìa thì ăn cái gì ngon ta? Hai thìa đi. Còn hai thìa. Thìa thì ăn cái gì hay anh em? Thìa thì ăn thịt xà nó không được đấy. Hay là ăn long tộc luôn ta? Đồ tể à? Đồ này chưa đồ tể được không? Mẹ hay là lại chơi tiên phong bí ẩn? Thế nhở? Kenen thần rừng. Bài đang ổn rồi. Kenen thần rừng. Nghe hơi khấm lọ. Thank you.
coco dương quá. Coco dương quá thì cái thìa cũng không ngon. Thôi cứ để đi, không suy nghĩ nhiều, cứ để đấy đi. Tới khi nào mà kiểu tới khi nào mà kiểu như sao ta, I stand ready. Tới khi nào mà kiểu như là I will sow fear. Tới tên nhặt đồ, hên xui nhặt được cái thìa đấy thì sao? Biết mẹ rất thiên nhiên là ổn. Rồi lại nguyên thằng thần tài đây rồi. Cứ giữ máu đi. Mình có giáp tinh thần với cái BF rồi, đánh ta lo rồi. Cứ đừng quan tâm cái thìa đấy, bỏ cái thìa luôn. Coi như là mình đều có thìa. Đoán cái quan trọng cái tổng thể của cái thìa quá dễ toan lắm. Coi như là mình chưa có thìa vậy đấy. Giờ mình đang có giáp tinh thần, có quỷ thư này, có BF này, đánh ta lo được. Talon được này, Kennen được này, Olaf cũng được luôn. Bài này Olaf được luôn. Rồng thần rừng. Bài thần rừng xài quỷ thư cùi lắm. Bài thần rừng chỉ xài đi giáp lửa thôi. Thí dụ bạn đánh thần rừng pháp sư rồng, rồng tên rồng thần rừng rồi bạn đéo biết được cái gì luôn đó thật. Chả cho con nào cũng quỷ thư được hết á. Giáp lửa thì được, giáp lửa đưa ra căng ra cũng được. Thôi bỏ 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 bỏ. Không gì đâu. Bỏ đi. Bỏ đi anh em. Ồ, bài đép được thế nhở. Hiểu kiểu biết luôn mà. Chiều mới thua game 9 long tộc chưa trừ à? Ôi chiều mới thua quả game 9 long tộc chưa sợ à? Để coi. Cung hay là BF đấy ta? Talon thì bị ép. Lát làm tí ướp anh nhé. Biết đâu đánh Talon tâm thần đúng không? Lấy con ấy chốc vào đấy. Có cái nem kìa. Nhưng mà cái nem cầm đáy máu. Đấy đấy đấy. Từ cái Olaf. Đánh Olaf. Ghét con đánh Olaf. Đi ép nhiều thì làm gì, giáp tinh thần rồi, hai BF rồi. Có Pai này. Ốp chết lên đánh Olaf nhờ. Olaf anh em mày. BS nó ra 3 cái BS. Chêu vãi lên. Thật sự chêu quá. Bài chêu ngươi ạ. Thắng luôn đi ghê. Olaf tiên phong hả? Ghép Olaf tiên phong hả? Hậu pháp hoài. Kennen thì đéo ra con nào mà cứ chọc tao ra hậu pháp. Thật đấy, Kennen không ra con nào nó cứ tính ra tính ăn hộ pháp. Hộ pháp đánh 3 BF này sao đánh. Đúc đồ này, tí mình đúc cái BF này đi, mình lấy lại con Aegis này, mình lấy được con Aegis, đúc cái BF. Ra Kennen hộ pháp đi, tao đánh hộ pháp luôn. Tao đúc đồ, đúc hết BF luôn. Không phải lên chết đánh Olaf. Bài chơi game chấp tin ăn luôn mà, vẫn giữ được máu. Đùa đâu. Đúc sẻng được. Olaf kẹp tiên phong chứ không phải là Olaf biến tiên phong.
Olaf kẹt tiên phong, không phải là Olaf kẹt tiên phong. Để xem ai thủ ra thủ mấy con này đi, biết đâu nó ra tinh anh long tộc thì còn biết đường mà đánh. Tí mình đúc cái BF này này, tí mình đúc cái BF này mà lấy lại cái shop này. Từ từ đi. Olaf đi e ơi. Con Chitana là cái đường mà đẹp nãy giờ không? Đấy, đấy, anh em ơi, tôi nói mà. Tôi nói bạn em cứ bình tĩnh đi, từ từ. Có gì phải vội, hai thì ra liền. Đấy, vội đéo, bốn tiền phong. Vội đéo ấy, cứ từ từ thôi. Cứ nhẩn nha các bạn, chả có gì phải vội cả. Tôi nói rồi, đây, kiếm thêm quả mẹ. Kháng phép giáp thiên thần cuồng cung 2BF Olaf, ok. Có Darius này. Đấn ta lo lựa thì đấn tôi lao, ta lo lựa cũng được. Ta lo thì lượng găng anh em. Mà muốn đánh ta lo thì lượng cái găng. Đơn giản mà. Cứ từ từ đi. Ta lo thì lượng găng. Nhưng quan trọng là nó ra cái nào thôi. Nó ra hướng nào thôi. Cứ nhịn đi. Sắp rồi, sắp lên chết được rồi, cố lên. Cái hướng này Olaf dễ hơn. Tại vì mình có 1 này, 2, 3, 4 con long tộc rồi các bạn. Mình có tổng cộng 4 con long tộc rồi. Nên hướng Olaf nó vẫn dễ hơn. Có đồ thể sẵn rồi. Ốp 8 nha, ốp 8 nha. Ui dồi ôi, thằng này dư 40 tiền nó lắp 2 à. Mà ai cho đài. Ủa sao nó không đúc cái giáp lửa đi ta. Dư 40 tiền nó lắp 2 kìa anh em. Rác chưa. Rác chưa. Chết bảy dư 40 tiền dư Neko Olaf 2 2 CU luôn này. Ây chốc 2 luôn này. Đấy. Đỏ nó phải như thế. Đỏ thì nó phải tầm cỡ như thế. Đỏ như tôi cũng đỏ. Đỏ làm cái gì. Thôi ráng nhìn một round ra đi. Còn hai mươi mấy máu là được rồi. Cho mấy cung luôn này. Ráng nhìn một round ra đi. Để mày còn biết mày đánh cái gì. Ra tên anh Timo Talon thì xây ra Talon đánh, Talon kẹp tiên phong được mà, có rất thiên nhiên mà. Đi nhặt cái găng đi cũng được nhờ, rất tiên thần cung săn 2BF được, đâu cần cùng cung đâu. Còn đánh Talon thì ghép vô cực cho nó, vô cực diệt. Cái găng đi cho nó chắc nhờ. Ok. Đấy 24 máu vẫn quay được, vẫn xoay bài được, nhiều tiền. Để coi. Gan. Nghe mồm. Ok, rồi. Vua lì đòn má. Phải lì chứ, không lì sao được. Bây giờ có hai thằng kêu hai. Hai thằng kêu hai rồi, một thằng Olaf 2. Chưa ai đánh Talon Morgana này. Chưa ai đánh Talon với Mo hết. Talon Mo thì đồ đẹp hơn. Ừ. Còn chậm tên ăn gì. Đợi tên ăn. Mình thanh lý hết cái đống trên sàn được nhiều tiền. Yên tâm. Nhanh nha, nhanh còn kịp nha. Không nhanh là chết rồi. Mẹ nó dở ra tên ăn hộ pháp ạ. Không kịp đâu. Rồi, đại đi. Morgana khai sáng cũng được chết mẹ đi rất tự nhiên vô con Morgana
quả này hơi như này B. Quả này hơi khoai, hơi khoai nó. Sami ba. Từ nha, được. Tôi kẹp Samira nhé. Đánh Morgana kẹp Samira nhé. Hai hấp huyết nhé. Morgana kẹp Samira, hai hấp huyết. Morgana kẹp Samira, hai hấp huyết. Từ từ kiếm con hấp huyết đã. Con hai từ từ nhé. Ba đồ tể, ba đồ tể, ba đồ tể. Chưa có hấp huyết nữa. Ok. Sống là được. Sống là sai được. Sống là tôi sai được. Tôi chỉ cần sống thôi. Thêm một con Ire và một con Sen nữa. Rồi, ấy chốc 2 này. Sen rồi này. Cút con này đi nhờ. Đợi mình một xíu. Cút con này kiếm con hấp huyết. Ba đồ tể không? Thôi, Samira kẹp hấp huyết được rồi. Khỏi đồ tể ha. Nên cái ném cái này vào con Samira đi. Đánh con Samira luôn ha. Bốn tiên phong. Đánh con Samira, mình kiếm con hấp huyết. Tí mình bỏ con On đi. Để On đúc đồ xong bán On á. On đúc đồ xong là mình bán On nha. Yone kiếm súng hai nước mắt nè em ơi. Đồng mé không lẽ bỏ đi chứ. Đồng hồ cát kiếm súng hai nước mắt. Đồng hồ cát kìa. Ấy. Cái discount mẹ thôi cút rồi nè em ơi. Mẹ kéo nhầm thôi anh cút rồi. Cút mẹ rồi. Tay với cả chân luôn cuốn hết lên. Luôn cuốn hết lên tay chân. Ire nữa nè. Tay với cả chân luôn với chặt cuốn tay cả lên. Gọi cho phải không? Vậy là có Samira 2 không? Chán chưa? Vậy là có phải sẽ có Samira 2 không anh em? Chặt mẹ cái tay đi. Tay chân luôn cuốn thực sự luôn. Vậy có phải slot Samira 2 là ngon không? Sai cái trận chân. Cố tình chép à? Ô, mẹ vậy vẫn còn quẩy được anh em ạ. Bớt đùa đi chết luôn kìa. Chơi game kiểu cố tình chấp đấy. Cũng lên được rồi, từ từ nha. Thằng con ấy chốc vào đây. Thằng con ấy chốc vào đây. Bài ấy chốc. Giờ là bốn khai sáng này. Thiếu con hấp huyết các bạn ạ. Thiếu con hấp huyết. Mình đang thiếu con hấp huyết. Ở xúc sắc nữa này. Mà run thẳng ra luôn. Thiếu con hấp huyết các bạn ạ. Giờ sao ta? Bỏ thịt xa cũng không được. Bỏ tiên phong à? Tiên phong chẳng đồ tể đúng không? À, chết hết. Súp
này đây, 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 bây giờ mới xúc sắc vô nè nè anh em, từ từ. Tính toán. Anh em ơi, giờ mới xúc sắc vô nè này, từ từ, lực vô nè đi. Mới xúc sắc vô nè, đưa Morgana kiếm súng cũng được. Morgana kiếm súng đéo cần hấp huyết luôn các bạn. Giờ kẹp hấp huyết là phải bỏ con On, mà con On nó đúc đồ gánh quá các bạn ạ. Bỏ vừa la nè, bỏ Pai cho nè, vừa la Pai cái kiểu như này. Bỏ bốn khai sáng, bỏ thiện xạo, không biết bỏ cái gì được nhỉ. Ui, hai con Zilin kìa. Bỏ hai con này. Bỏ hai con này, kẹp hai con, kẹp Zilin vào lấy cuồng giáo được các bạn ạ. Được nhá. Cái này cho Morgana được này. Má bạc gì rê à? Ừ, hên quá. Má, tính bỏ hấp huyết vào nè, có cùng giáo luôn nè anh em ơi. Nó đéo ra con Yone 2. Bỏ hấp huyết vào cho nó có cùng giáo luôn. Rồi mình đánh hai khai sáng thôi. Nếu có các bạn ạ. Bây giờ mình bỏ Janna nè, bỏ Janna nè. Vứt Janna, vứt Ire luôn nè. Xài Sen nè, xài Vela cho nè. Lấy tí hấp huyết để chủ yếu cho con Samiran hút máu. Mà đéo được, đéo có. Cay quá. Đấy chốc nè, đó, vậy nè là có cuồng giáo luôn này. Rồi con Vela vào nữa. Không thì con Swain vào nữa. Là ngon rồi. Đó. Ui ôi, Samiran lắm đấy. Vela nè. Rồi ba đại sư tạm đi. Ba đại sư, ba cùng giáo. Rồi ba cùng giáo này đi, có hấp huyết này. Thì đấy, giờ thay con Vla vào. Đánh hai khai sáng thôi. Đó, Morgana đã có hấp huyết rồi. Được rồi. Ôi bài mình khỏe phải quyết. Bài giữ nguyên form hồi nãy lên chết là được nhưng mà khó quá. Bỏ con Pai đi ha. Ván này khỏi kết đồ tệ cũng được hồi. Cùng cung nữa này. Đúc cùng cung nhá. Cùng cung lợn. Là Neko đi. Má hồi nãy lỡ tay Neko quá. Lỡ tay. Gấp quá, gần chết rồi, vội quá. Bỏ Pai đi. Pai này cũng xài. Đó, lấy con Yone 2 rất là đẹp rồi. Nên chết bỏ cái chốc này vào thì thay con này bằng con ấy. Thay con này bằng con Swain. Là coi như đánh toàn bài kiểu 5 tiền câu ấy. Coi như kiểu là xoay bài 5 tiền đánh là còn gì. Ê chốc 2 bỏ lợn bạn. Đúc đồ vậy được rồi. Là La 2, CV 2, đây heo 2 rồi bỏ cái gì. Đấy, Yone 2, Vla 2, từ từ. Thôi bỏ tạm mấy chốc đi anh em ơi. Một cái đang kiếm súng luôn nhé. Đúc cái cùng cung sẽ ra cái gì. Dầu điện nè. Cho điện cho ai ta. Cho Zilin đi, cho lên mana sớm. Bài mít tè le hệ luôn, mít từa lưa luôn. Bài tùm lum từa lưa các bạn ạ. Lên Morgana mà tính hấp huyết đi, bố mày dễ sợ không? Lên Morgana tính ăn tè le, to lo luôn. Tham ba đại sư chi hả? Thì cứ để ba đại sư đi cũng được. Ừ, chơi chốc vô, hoặc là chơi chốc vô đây cũng được nhỉ. Tại vì đúc hai đồ thôi bạn, những cái con nào mình cần ấy nó đã mắc đồ rồi. Ôi top 3 nữa hả? Lên hai top 3. Ôi quả Yone. Trời ơi, ông Samira ông ulti à? Chán ông ghê không?
con CP2 á. CP2 này. Đấy, Aegis 2 như ý các bạn rồi đấy. Như ý các bạn là Aegis 2 nhá. Yone bằng chết kêu luôn. Yone gắn vãi lên luôn. Dịch kia. Trận chung kết đầy trừ đâu. Má con chuyện này nó gắn quá các bạn ạ. Sợ luôn. Yone. Lên nhạc em ơi. Yone. Yone. Thua kìa. Coi chừng nha. Coi chừng nguy hiểm. Cẩn thận cúi lửa vẫn hơn các bạn ơi, cẩn thận cúi lửa nó vẫn hơn. Vậy mà thua rồi, má nó lại được chết kìa, nó 6 tấn thần được kìa. Sợ quá sợ. Thua bài hết tìm L. Cái con Samira của mình ngu quá, từ từ. Từ từ anh em. Rồi nha. Lần này khác em chết kêu rồi. Mày ơi tụt mặt. Chẳng qua là cố tình để game nó khó hơn một tí thôi. Chứ sắp 3 lần này ngày lót được á. Lên nhà đi. Hết từ giờ cho dê. Anh Châu vỡ. Châu dê. Dê hả? Châu. Châu châu hê. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch. Trẻ châu ta thì thường hay khinh địch. Khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch.